xin giới thiệu với mọi người, đây là những cái bì nhá. Những cái bì này là bì đậu này. Bì đậu, bì hạt đậu, đậu đen. Những bì đây đã bì đây, đây là những bì đậu này. Bì đậu thu hoạch về này. Thu hoạch về. Này. Qua đây là dàn mực này. Đây là dàn mực đang leo bên tường á. Đây. Đây có một con mực này. Và phía ngoài này thì nó ở dưới nắng vàng á. Chói chang luôn. Đây là những bông hoa này, bông hoa mượt nó đã bị héo rồi. Trời ơi, buổi trưa nắng chói chang nên nó héo rồi. Nó đã tan, nó nở buổi sáng rồi, bây giờ nó lại héo rồi. Đây, phía trong này những bông hoa này. Bông hoa đây là những bông hoa mượt này. Thấy gió không? Gió mạnh không? Gió mạnh ở đây những cái bông mượt này. Cái là mượt này bên ngoài tôi hay dùng để nấu uống lắm á. Đó. Đây. Đây là bông hoa mượt màu vàng. Đây, đây có một quả này. Đó. Gió rung rinh mà. Này. Bên kia có rất nhiều hoa nhá. Phía xa xa là có rất nhiều hoa. Mình quay về gần đây. Đây là dàn mướp. Dàn mướp của nhà họ và mọc khắp vườn. Đây có một quả mướp đây. Đó, quả mướp này. Đây. Đang luôn đi trước gió, ra đây cái lá bị sâu về bùa này. Quay ra ra phía xa là cái cổng nhá, đó. Ngoài cổng là có một vườn bắp.